Con cô học 10A2 nè. Con 10A5, con 10A5. Thấy cái đứa nào mà to to tồ tồ ở trong trường đó là ăn đấy. Phú Quang đấy. Có đứa nào trời thì không có, mình không có lên tiếng hành, tập trung vào mình thôi. Giờ đây này, giờ này chung chung tất luôn. Tất rồi. Như là bạn chưa biết tôi là bé nắp ha. Rồi cô đăng lên kênh Rumba Quán á nha. Cô đăng lên kênh YouTube Rumba Quán á. Chưa làm xem. Thank you.